Thưa quý vị và các bạn, vâng, rất là có duyên ngay tại đất thủ đô thì chúng tôi có một cuộc gặp gỡ với các chiến sĩ của Trung đoàn 368 Sư đoàn 2 Quân khu 5 mà chúng ta đã làm quen trong hồi ký Pháo binh chiến trường ca của tác giả Nguyễn Trung Túy. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi câu chuyện của anh em chúng tôi tại đây. Tôi hy vọng rằng có rất là nhiều điều trong cái hồi ký mà chúng ta đã chia sẻ sẽ được quý vị và các bạn quan tâm hơn. Xin chào các anh. Đầu tiên thì em rất là cảm ơn các anh đã có một cái cuộc trò chuyện như thế này. Và rất là cảm ơn tác giả Nguyễn Trung Túy. Vâng, em chào anh Túy, chào các anh. Vâng, trước tiên thì em rất là mong anh giới thiệu thành phần của cái buổi trò chuyện này với khán giả của Win Win Việt Nam. Và sau đó thì sẽ có vài lời về riêng tác giả như lời hứa của Win Win Việt Nam với khán giả của mình là sẽ có một cái buổi giao lưu. Hôm nay thì rất là may, em cũng đang hy vọng rằng những cựu chiến binh ngồi đây là những nhân vật của chúng ta. Xin mời anh ạ. Kính thưa quý vị, kính thưa các vị quý vị khán giả trên YouTube kênh Win Win Việt Nam. Cảm ơn cô Hải Yến đã tạo điều kiện cho những người đồng đội chúng tôi, những cựu chiến binh sống lại những hồi ức chiến tranh, những nơi mà chúng tôi đổ xương đổ máu để gìn giữ cái hòa bình ngày hôm nay. Thì không có gì, trước hết là xin kính chào quý vị. Thì tôi xin giới thiệu, tôi là Nguyễn Trung Túy, là nguyên lái xe Trường Sơn như có thể giới thiệu. Sau đó học Học viện Hậu Cần và về làm chủ nhiệm xe Trung đoàn 368 từ năm 1977 đến 1984 tôi ra quân. Sau đó về đời thường làm công chức ở Sở Giao thông Vận tải, lại phải tiếp tục đi học đại học thêm một kỳ nữa rồi mới được thực hiện được công việc, phải phấn đấu gian khổ trong cuộc sống đời thường. Sau đó thì về hưu và nãy là nghỉ ở quê thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Xin cảm ơn quý vị khán giả. Và sau đây tôi xin giới thiệu tiếp các thành phần. Tôi, cạnh tôi là anh Nguyên, là người trong chuyện đã kể trên mặt trận 479 ở vùng Lõm Phát, ở sông Serapong, và là người chủ phụ trách trợ lý xe tiểu đoàn 10, Trung đoàn 368, pháo binh quân khu 5. Và người đã cất vỏ được con cá lóc là 7 kg. Đó là người thứ nhất, xin giới thiệu. Và người thứ hai, đây là đồng hương tôi, người Thạch Vĩnh, đấy là Lưu Vĩnh Sơn, là người chiến sĩ thông tin mà trong bãi Ngô chúng tôi đánh trừng phạt chuyến đầu, mong quân Pốt nó ngừng tấn công để chúng ta giữ hòa hiệu, tức là năm 78 chưa có công bố trên đài mà suýt bắn nhầm tôi trong rừng Ngô. Đó là chúng tôi đánh trừng phạt đâu. Và đây là anh Thất, bên đây là anh Thất, là người đi cùng xe với tôi và chuyên phục, nếu không đờ được tay lại mà cua hết vòng trục tiêu rơi ổ cả xe chúng tôi, gồm cờ một tiểu đội và không có vũ khí gì cả, chỉ một khẩu AK, mà nếu lúc ấy mà ngã vào đấy thì chúng tôi không còn về hôm nay nói chuyện. Và anh Việt Thương ở dưới chân ấy là vẫn còn, nhưng mà không có chế độ gì cả, không một chế độ gì cô ạ. Đó, và mấy năm anh nhỉ, là cũng phải rất nhiều năm, mai đến 80 là bị, mà mãi đến những sắm này anh mới ra quân. Đó. Thế còn đây là hai đồng đội 368 ở lứa trước và chúng tôi tí nữa các từ giới thiệu. Xin cảm ơn. Kính chào các vị khán giả. Tôi là bạn của anh Túy, là Nguyên. Tôi đi bộ đội năm 1971. Đã làm đơn cắt tay lấy máu để tình nguyện để ra đi phục vụ Tổ quốc. Và tôi nói với người ở quê hương rằng quyết tử cho Tổ quốc cất sinh, bao giờ giải phóng miền Nam chúng tôi mới trở về quê. Và tôi đã thực hiện điều đó. Khi tôi vào bộ đội được học lái xe 25 ngày, chúng tôi đã phải mang xe để vào chiến trường miền Nam.
và tôi đã từng lấy zin 150 kéo pháo. Thế bọn Trung Quốc nó mới nói một câu thế này: tại sao dùng xe Liên Xô kéo pháo Trung Quốc? Thế là năm 1971-72 chúng ta được như thế tài trợ hoàn toàn xe cộ từ giải phóng rồi vọt tiến rồi lại các thứ là chuyển vào không hoàn lại. Mình rất thành công. Thế là tôi sau khi giải phóng miền Nam xong, tôi được về làm giáo viên của trường lái xe quân khu 5, dạy toàn đảng viên để khi họ ra quân có công ăn việc làm. Sang Campuchia, chúng tôi cũng như thế là làm được những cái điều đáng phải làm, đó là giải phóng được đất nước Campuchia. Tôi xin hết. Tôi tên là gì? Tôi là Phạm Văn Nguyên, quê ở Bắc Linh, có làn điệu quan họ mà như thế là đến bí thư cũng còn phải nói một câu rằng là vì ra ngoài có một cái chút phai phai, thế là đó là lời cổ của quan họ. Thế là tôi thấy rằng là lời của quan họ của chúng tôi đã vang mãi, truyền mãi cho đến ngày nay, và nên mọi người cần phải giữ gìn, đó là văn hóa quan họ của đất nước ta. Xin cảm ơn thầy giáo. Vâng. Quý vị có thể thấy rằng là qua giọng nói thì mình cũng phân biệt được là ngay tại đây chỉ có 6 người thôi, nhưng mà tôi đã thấy là có hai vùng miền rồi, và nhưng họ đều là pháo binh trừ tôi. Bây giờ thì mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe những chia sẻ của các cựu chiến binh. Một điều mà hai cựu chiến binh chia sẻ từ trước thì chúng ta thấy rằng họ đều là những cựu chiến binh từ thời chống Mỹ cứu nước. Xin chào anh. Vâng, xin mời anh chia sẻ câu chuyện của mình. Để anh cài cho. Hay anh cầm tay. Cầm như này nhé. Đừng đụng một cái này nhé. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Phạm Văn Đồng, trợ lý thông tin của Trung đoàn 368, F2 quân khu 5. Cuộc chiến là sau 3 kết thúc 30 tháng 4 đánh Mỹ thì tôi được giao nhiệm vụ là làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia. Từng tham gia giải phóng Campuchia trong các trận như đội 502, 407 và đã từng gặp đồng đội ở cầu Xí Rập Bốc và Bản Ngô mà như trong truyền kể. Thì trong cuộc chiến không may thì cũng suýt nữa thì bắn nhầm đồng đội, nhưng mà nhờ mật khẩu của sư đoàn thì chúng tôi trở về hôm nay thì là gặp mặt tại thủ đô Hà Nội cũng rất phấn khởi và chia sẻ với các bác các chú cũng trên Facebook. Nếu gặp lại thì hiện nay chúng tôi vẫn đang công tác là tại thôn Trong Hoành, xã Lưu Vĩnh Sơn, hiện vẫn khỏe, đã có là hiện nay 5 cháu và 8 cháu, 2 nồi và 5 đứa con, 5 con và 8 cháu, 2 nồi và 6 ngoài. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, bác cho em hỏi chút. Ngày mà ở pháo binh ấy thì là bác làm gì ạ? Ngày pháo binh là trợ lý thông tin. Trợ lý thông tin, vâng, tại vì em thấy bé bé. Em cứ nghĩ ở trong pháo thì phải cực kỳ to con. Vâng. Cho nên nhìn bé hóa ra thông tin. Thông tin hữu tuyến hay vô tuyến? Thông tin chung. Thông tin chung. Cả vô tuyến cả hữu tuyến. Làm nhiệm vụ luân xấu. Là cho mặt trận phía sau là pháo binh hỗ trợ cho pháo để mắt pháo đấy. Tức là mắt pháo. Vâng. Tức là bác đi theo trinh sát. Đi theo trinh sát. Đây là đúng là trinh sát. Cũng là trinh sát luân xấu. Vâng. Em nghĩ là cái câu chuyện của bác ấy chắc là nó phải rất là hay. Nhưng mà cụ kể vâng. Cụ kể nó đơn giản quá. Vâng, vâng. Vâng. Trợ lý thông tin thì tôi cứ nghĩ là để ông ấy giúp cho thủ trưởng các cái nhiệm vụ của thông tin triển khai. Vâng. Sơ đồ. Nhưng mà các thực ra lại luồn sâu. Vâng. Rồi làm nhiệm vụ của trinh sát mà pháo mà không có mắt. Đấy. Thì cũng chẳng biết bắn đi đâu. Phải. Vâng. Câu đó. Chuyện của bác Đồng là em nghĩ là hay lắm đấy. Rồi em cảm ơn. Vâng. Và bên cạnh tôi là một cựu chiến binh. Bác ấy rất là muốn được chia sẻ câu chuyện của mình. Xin mời bác, để em cầm cho. Vâng, xin thưa quý khán giả, tôi là Lê Văn Đạnh, quê Hải Dương.
vào làm chiến đấu năm 1975, vào sư đoàn 2, tiểu đoàn 12 là pháo binh. Sau rồi chuyển sang tiểu đoàn 14 cũng của 368 là pháo cao xạ. Làm khi ra quân năm 81 là trung đội phó. Hôm nay thì rất vinh dự là anh em chúng tôi nên gặp mặt ngày thành lập trung đoàn 368, được gặp anh em cùng đơn vị như anh Túy đây, rồi anh Nguyên này, rồi anh Đồng này. Đấy, ngày xưa anh em cùng đơn vị nhưng mà mấy chục năm nay mới lại gặp nhau. Thế thì rất là phấn khởi, mà hôm nay phấn khởi nữa ấy, là nghe giọng đọc của Hải Yến nhiều rồi. Hôm nay được gặp trực tiếp là lại càng phấn khởi hơn. Chỉ có thế thôi. Dạ vâng. 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 Tôi nghe cái này là đề nghị Hải Yến chính đính lại của Phạm Minh Tuấn viết về cái đức cơ ấy, là nó thuộc về Gia Lai, cái địa danh ấy. Thế nhưng mà ông ấy lại nói là ở Đắk Lắk là ông nhà văn Phạm Minh Tuấn đấy, nghe chưa? Tôi đã lên Facebook, tôi đã cảm ơn Hải Yến là đọc rồi cả cái chuyện nhiều chuyện lắm, hồi ức kia lính chiến đấy là tôi nghe hết mà. Đồng chí Điệp, chào anh. Thất ạ, tức là anh Túy với lại anh Thất là trước là hai anh em trên một chuyến xe bị min. Đấy là ý thế. Thế cho nên là mới bảo phải liên lạc với nhau. Thế nhưng mà điện cho anh Túy, điện cho anh Thất điện được rồi nha. Nhưng mà chỉ có nếu mà nói là tại sao điện, mục đích là cái gì? Là mục đích là anh em trước đây là ở chiến trường sống chết với nhau, thì ít có, bây giờ về nghỉ hưu rồi thì quê thì ở xa, ít có điều kiện gặp nhau. Thế bây giờ thì anh Thúy ra thì anh em gặp nhau. Thế nên là em mới nói bác Thúy, em bảo này, yên tâm em sẽ điện. Bác cứ ra. Rồi cô quay nhìn cái về ra tỷ cho nên đã rồi. Thôi. Điện cho Túy rồi trước đấy mấy ngày. Không, đấy nhưng mà em điện cho bác từ lúc đây ra. Em điện cho bác Thất cho em bảo đây là số của anh Túy. Hai anh em trên một chuyến xe bị mìn nổ. Bác ấy chân còn bây giờ đi mạnh. Tí nha. Tốt. Đấy. Anh Nguyên ạ, đấy cho nên hôm nay phải kết nối là vì các anh là ngành lái xe. Vâng. Và xin lỗi, ngành xe, chứ không phải lái xe. Không, không phải lái xe. Vâng, không, ngành xe nó khác. Ngành xe nó bao gồm rất nhiều. Còn lái xe là chỉ có lái xe đơn thuần. Lái xe thôi. Ngành xe thì nó là khác. Mệt hơn, phải phụ trách nhiều cái khâu. Vâng, tức là con người đảm bảo cho cái xe nó hoạt động. Nhưng mà đúng trước đây là, cái hồi đấy là đi cái đường Campuchia là cái đường nó đất ấy, mà cái dân cái hội đấy là nó kinh lắm. Nếu mà cứ đường vòng nó ra, xe chạy ra cái nó ra đặt mìn. Nó đặt mìn. Bụi dày thế này. Đấy. Mình chạy đi không sao. Tức là nếu mà cái đoạn vòng vòng này ấy, là cái xe trước chạy rồi. Thế là nó trong rừng nó ra nó lấp cái nó thả đây là xe sau. Xe sau là cứ chạy theo cái lốt của xe trước là bị. Sư trưởng sư 12 bắt đầu là két két. Đấy, sư hai sư hai đó. Tôi tránh cái thì lên cái là ngài bị mìn trương hoành. Còi thế là tôi dẹp lại, thế là ngài đi trước là bị dính mìn. Thế không bị, tôi bị mìn ấy, chứ bị mìn luôn. Mìn ấy. Có rất là nhiều các cái. Tức là cứ xe trước chạy rồi. Dạ. Thì cứ xe sau là cứ theo cái vết lốp. Cái đường của nó là đường đất, có phải đường nhựa đâu. Dạ. Tức đất là đổ. Đi là có cái vết này. Thế là cứ xe trước chạy, xe sau là cứ theo cái lốp đấy. Thế là nếu mà cái đoạn đường vòng này ấy, là xe trước chạy rồi, xe sau nó ra nó đặt xuống là xe sau bị. Đấy. Vâng.
tức là cũng không phải đơn giản tí nào cả nhà. Mình cứ nghĩ rằng là cứ đi đúng chân người đi trước, hay là đấy, đúng cái bánh xe của người đi trước, của xe đi trước là không được gì. Nhưng mà không phải thế. Không phải thế. Vâng. Nghe cũng cũng gian nan và vâng. Cái chiến trường ca thì nổi tiếng nhất vẫn là mìn. Vâng. Sợ nhất là mìn. Vâng. Bây giờ mà kiểu như là nhắc lại cái chuyện ngày xưa ấy, thì chắc chắn là trong mỗi anh, mỗi người có những cái kỷ niệm rất là riêng của mình. Thế xin mời anh Điệp xin giới thiệu với cả nhà. Đây là một cựu chiến binh của trung đoàn 368 và họ thì gọi nhau bằng anh em. Đôi khi tôi thấy cả là mày tao nữa, không quân hàm quân hiệu như tôi xin được bật mí. Đây là thiếu tướng. Vâng, anh trước đi, anh chia sẻ trước cái... Tôi thì tôi cũng tham gia là nếu đúng là phải từ tháng 6 năm 18 đấy. Tháng 6 năm 18 là lúc đánh XCA, XCB. À vâng. À, đồn 23 cửa khẩu Tân Thanh đã thế mình dựng đúng anh em mình anh nhưng kể mà, cái trận ở đồn 23 đi nhưng cái mà lúc đó thì thực ra là mình cũng chưa biết rằng là cái thực lực của bên đối phương như thế nào. Vâng. Cho nên là lúc đi đấy thì là vẫn là theo cái của phương án của mình như kiểu như gần như đánh Mỹ. Đến cửa khẩu Tân Thanh xong là lúc đó là đi vào là trận địa ông nói là thiết lập trận địa hết xong rồi nhưng mà vẫn không có phát quang sợ giới, tức là những cái cây nó chắn là không phát quang sợ giới, đấy là một. Hai nữa là vẫn có làm trận địa giả, tức là vẫn phải trận địa giả như hồi đánh Mỹ, nhưng mà thực chất là sau này nó có đâu, nó không có phản pháo. À. Nhưng mà khi đánh XCA chỉ B năm tháng 6 năm 18 là vẫn đánh như kiểu đánh Mỹ. Là vào thiết lập trận địa nhưng mà tất cả các cái cây phát khoang dạ giấy này là ốp chất nổ, bọc pha dây. Nhưng mà đến giờ nổ súng bắt đầu mới hạ. À. Bài đánh Mỹ khởi lô. Chứ còn lúc nó nhưng mà mình không nghĩ rằng là nó thằng Campuchia nó không có pháo, thực ra là nó cũng không có gì, nó không có gì. Nhưng mà lúc đấy là vì nó cái lúc mà nó đánh trộm mình ấy, thế nó còn đánh lớn cái đánh XCB XCA XCB là vẫn có trận địa giả, tức là về phía trung đoàn 38 lúc đó vẫn thiết lập trận địa giả. Trận địa giả là cái gì, là cái chỗ mà pháo phải đặt đây nhưng mà trận địa giả nó ở đây, tức là nếu mà nổ cái là nghi binh, nhưng mà nó có pháo phản đâu. Nhưng mà nếu thời đánh Mỹ là nếu mà trận địa giả là sao, những người mà trận địa giả ở đây là phải là đảng viên, phải là những người mà ấy ra đây đào hầm đấu đấy. Thế là nếu nổ súng ở đây, pháo bắn ở đây, trận địa giả ở đây thì nó phản pháo, nó bắn vào đây này. Nhưng ông mà đi ra trận địa giả đây là ấy. Nhưng mà XCA, XCB là có trận địa giả nhưng mà nó có pháo đâu. Cái trận ấy tôi cũng tham gia. XCA, XCB tôi cao xạ đóng ngay rìa đường. Vâng. Tức là thực ra là nó đánh mình xong nó rút về rồi, nó rút đi mất rồi. Không phải, mà nó đánh mình chứ mình không đánh nó. Tức là cái lúc đó là bọn tôi mà đi lúc đó là tháng 4 năm 77 tôi đã lên Bù và đang Đức Lập rồi. Thì đúng lúc rồi. Đó là nó nói là tức là bên phía mình nói là giặc ca, nhưng mà nó đã xung đột biên giới, nó đánh mình rồi. Thế tôi có cái thằng bạn ở Đà Nẵng ấy, là hy sinh ở trung đoàn 1 mà nó hy sinh ở chỗ đồn đồn 8. Phạm Gia Thịnh. À, tôi vẫn nhớ kể cả bây giờ tôi kể nhớ cả số nhà nó ở Đà Nẵng. Nhưng mà nó đi nó bị mìn chết. Vâng, biết rồi. Nhưng mà lúc đó mình lên đấy là cứ nói là giặc ca biết, nhưng mà lúc đó thì trung đoàn 368 là có tiểu đoàn đi ở chỗ Hồ Lắc ấy. Vâng, Hồ Lắc. À, đấy thì đóng quân ở đấy. Nhưng mà bộ binh mới chết, chứ pháo binh không chết. Vâng. Pháo binh nhưng có lên nữa đâu. Đơn vị tôi thằng Đảo Cụt bị giẫm phải mìn VIP bị thương. Đấy. Đảo Cụt ở. Nhưng mà lúc đó thì người ta vẫn cứ gọi là người ta vẫn gọi là giặc ca. Chả biết ca là gì cả.
nhưng không biết. Nhưng mà nếu mà chính thức mà ấy là từ năm 78 mà được có. Chứ còn ví dụ như đây mọi người đây biết hết rồi, Trung đoàn 368 thì là sau cái chiến dịch tháng 6 năm 78 thì là tháng 10 năm 78 thì bắt đầu hành quân vào Tây Ninh. À, Tây Ninh. Nhưng mà cái cuộc hành quân của Trung đoàn 368 vào Tây Ninh phải nói là cuộc hành quân lịch sử. Tại sao? Rất nhiều xe, rất nhiều pháo. Chuẩn. Đi như thế là đi từ đấy xong là đến Buôn Thuật xuống cái đèo gì xuống Nha Trang. Phượng Hoàng. Xe pháo đi mà lúc đó nói thật pháo binh lúc đó nó quá khổ đi. Cái lốp pháo là lúc đó lốp đắp. Chuẩn. Đi còn khói bốc mù. Đấy, bốc mù. Đúng rồi. Không có lốp thay. Lốp đắp. Nhưng mà tôi nhớ nhất là tôi đi qua Sài Gòn đến ngã tư Bảy Hiền bây giờ đấy. Phải rồi. Đấy. Thì lúc đó trời nó mưa lút phút. Xe nó chùm bạt. Thế thì thò mỗi cái đầu ra nhìn. Kỷ niệm, ký ức. Không biết gì. Rồi. Ngã tư Nhà Thương thì đúng là tiểu đoàn lúc đó là tôi xuống xong tiểu đoàn 11 mà cái đại đội mà pháo ở ngã tư Nhà Thương pháo trăm năm đấy. Chỗ phái đấy. Là lúc đó là phải nói là công sự này. Vâng. Nhưng mà nước nó đang nóng rồi, nóng bỏng. Kê muốn mảnh gỗ ngồi xuống co chân lên này. Có chị này. Co chân lên. Ngồi. Đúng là ngã tư Nhà Thương cái đại đội pháo ấy. À, vâng. Là ngồi cứ kê gỗ co chân nước ở dưới này. Ừ. Phải rồi. Cái trận ấy đúng rồi. Hôm nay anh lệnh tôi biết cái bây giờ đó, khẩu đội pháo 105 là có của phái người đâm tất và. Tất người để đâm à đây nãy hỏi anh cái thằng tất ấy. À thằng tất tất ngủ ở tất ngủ mệnh danh tất ngủ thì tôi là cao xạ thì tôi cũng ngay rìa đường đều có biệt danh ấy. Ừ. Đấy nãy hỏi anh cái thằng tất ngủ ấy. Tất ngủ. Ừ. Hôm nay cùng xã với tôi. Nếu mà chuyến xe mà kỷ niệm nhất anh rất nhớ là chuyến xe gì không? Đi vào Mondonkiri. Mondonkiri hoàn rồi. Kéo cái xe, kéo pháo 85 đi vào Mondonkiri. Đến nửa dốc thì là tụt. Rồi. Tụt. À, do ông này. Không đúng rồi, anh ấy không. Anh khác. Tụt, không phải. Xong, lúc đó là có ông Nguyễn Ngọc Đông là chủ nhiệm hậu cần. Đông Thế, vàng. Mà rất may là tôi ngồi trên cái xe đấy nhưng mà vì là cái xe nó lật úp lại, nhưng mà lý do tại sao là không ai bị gì là vì có khẩu pháo nó chống lại. Ừ. Tức là cái xe như này, xong kéo khẩu pháo, thế là khi nó chống lên này, nó có khoảng trống. Tôi đi xong. Thế là ông Nguyễn Ngọc Đông ở ấy, ông lúc đó ông chủ nhiệm một cần không? Ông ở Hà Lam. Ông Nam Định. Nam Định, quên. Ông anh trai ông là ông Thọ, là trước là bóng đá của Nam Định. À rồi. Thế ông Đông bảo. Ôi giời, thế này thì lật lại mà đi có gì đâu. Đấy, cô hay. Không. Ông Đông ấy. Vâng. Ông nói có bạn gọi là Đông Dâu Vàng. Nhưng mà tôi thì bị 3 lần đổ xe nhưng mà xe cái lần tôi đấy đi sau không sao nhưng mà xe lần đấy mất thằng xe lần chạy. Cái lần đơn vị tôi hành quân nên ấy bị xe của nó chạy đúng vào quả mình trong tăng. Phanh như thế là nó bay cái bánh trước dê mà xe đi đó đấy thằng Minh béo là bị thương đấy. Ê, mình béo còn bạn mình bốn chưa lại chân ra nè vâng vâng là chưa giới thiệu không gì đấy không nhưng mà cũng nói thật thế này nếu để nói cái gì ở đây thì phải nói là mấy bác đây còn hơn tôi nhiều. Tôi là gọi là cái lớp ngoại hậu sinh tôi cũng như có vào sau nhưng mà cái này thì không khác, cái này là giống nhau. Những kỷ niệm chiến trường ai cũng giống nhau. Có thể là người nhiều, có thể là người ít, nhưng mà lúc nào cũng giống nhau. Tôi thì ít hơn các anh, nhưng mà những kỷ niệm chiến trường thì lúc nào cũng rất là sâu sắc mà lúc nào vẫn cũng... Cho nên là tôi rất ấn tượng. Ấn tượng là mình muốn nói, muốn làm nhưng không làm được. Nhưng mà có người làm được cho mình là mình thấy
coi như là đấy. Ví dụ này, bác Túy, bác viết một số cái hồi ký về chiến trường. Thực ra những cái chuyện đó thì là bác ấy trải nghiệm hơn. Nhưng mà nếu mà ý đi thì tôi cũng có. Tôi có ý đi thôi. Nhưng mà tôi không nói được. Đấy, nói thật đấy. Nhưng mà tôi thì ít hơn, vì các bác thì trải nghiệm nhiều hơn. Xin chào quý khán giả. Tôi là Lão Tiên Thất. Trước đây là cùng trung đoàn với anh Vũ Khắc Điệp, với lại anh Nguyễn Trung Túy, Nguyễn Công Nguyên, Phạm Văn Đồng, Dương Văn Việt, Nguyễn Công Lệnh. Nên nói chung là trải qua 5 tháng chiến tranh thì tôi và anh em đã gặp nhau nhiều, nhưng có những cái kỷ niệm rất gian khổ. Tôi kỳ đám Campuchia năm 78, rồi là có những chuyến xe tôi mới đi với đồng chí Túy là kéo mấy chục chiếc xe về từ Campuchia về sửa chữa Đà Nẵng, rất gian khổ. Mấy trăm cây số mà đồng chí Túy là trưởng ban xe máy, nói chung là tổ chức thì là cũng nói chung là an toàn. Chỉ mỗi mình Thanh Hóa là nhảy xe. Nhảy xe về nhà chắc. Không, nhảy xe nhưng không sao. Thôi. Kéo cứ xe sống kéo xe chết. Để kéo mình thì chưa để sửa chữa ở Đà Nẵng. Kéo qua sông Sê Bôn. Cái phà sông Sê Bôn Lắc Lắc ấy. Thế lại qua những năm tháng chiến tranh thì hôm nay anh em tôi gặp mặt thì cũng có chút đấy trải nghiệm, cũng gặp mặt để anh em cũng nhờ cô Hải Yến đấy, nên là anh em tôi là cũng xin cảm ơn, rồi chúc anh em gặp nhau nhiều lần nữa. Thì cảm ơn. Cái hồi mà hành quân ấy, em nói bác Túy nha, vì bác là ngành xe. Nhưng mà cái đó, cái thực tế là phải nói, tức là cái xe GMC lúc đó thì cái heo dầu cái giếc thì em không biết. Nhưng mà này, cái xe mà tất nhiên là rất nhiều cái xe nó có sự cố, nhưng mà có những cái cứ treo cái can xong đây. Nhưng mà riêng ông Nguyễn Văn Tấp mà ở gần chú Hưng này, Hà Tây ấy, gần nhà gần chú Hưng này, xe nhưng mà không có phanh mà ông vẫn đi qua đèo Mang Giang, là ông Tấp này đấy, ông Tấp này không có phanh, xe mất phanh mà vẫn đi qua đèo Mang Giang đấy. Cực ông khó. Tấp đi số thấp rồi. Đây lớp đi tí toàn phanh. Xe gì mà xe kém. Xe thằng phanh nó kém lắm. Tí rồi. Xe mà xe là nó có cái con gọi là con heo dầu. Hắn khó lắm. Nó không biết nó cái là mất phanh. Hắn không có phụ tung lên. Tức là lộn cúp ben. Rất khó. Cái dầu chảy hết con đến luôn. Môn đơn cần đi kéo xe về đấy, ông vẫn ở đơn vị mình đã bị đổ lật xe ở đèo Mang Giang chết mất. Người. Em nói bác Túy nha, em đi xem ông Thất này rất nhiều lần. Đi xem ông Thất này rất nhiều lần rồi. Anh Thất ơi, lúc nãy anh có nói nhảy xe là như nào ạ? Thằng bạn vì xe mưa là tí chạy, tức là nó như là kéo một xe thôi. Một xe sống kéo một xe chết nữa thôi. Nhưng mà anh này kéo thêm hai xe nữa đằng sau. Quá trình kéo cái thêm cái xe, nhưng mà cái xe thứ ba nó phải lắc, thế thằng kia nó sợ mình nhảy xuống. Có sao không anh? Không sao, đổ mũ cối nhảy. Bây giờ đi chậm có đi nhanh chậm đó, cũng chậm mà đi qua chậm. Cua mà quá trình anh Thất có nhớ là cái hồi mà đi Campuchia mà cái xe mà xe bồn mà chở mà lật ở đấy là thằng nào lái? Tuyên chính xe cái xe bồn. Vâng. Nhưng mà cái đó lúc đó là thực ra là mình không có kiến thức về khoa học. Phải rồi. Vâng.
Tức là nếu đã là xe bồn thì ví dụ như mà đi là xe bồn xăng là phải đổ đầy thì nó không lắc. Nhưng mà đi qua dốc, mà dốc ở bên Campuchia là không có đường nhựa, nó chỉ có đường ngoằn ngoèo này thôi. Thế là đi qua ấy là lật cái xe bồn xuống. Tốc độ thằng Tuyên này à? Quá quy định. Tuyên. Nhưng mà sau này kết luận là không phải cái đấy, mà do là nếu mà đổ đầy xăng chưa chắc đã đi, đã lật. Cái xe sau bỏ. Đúng rồi. Thì, lật ở cái xe đó. Thế này. Mày là cái M602. Vâng. Cái xe là cái xe M602. Trước khi đi tôi có xử lý phanh rồi, nhưng mà vì nó hề rất cũ, nhưng năm 68 Mỹ nó để lại cơ. Thế thì khắc phục mức đó rồi thôi. Thế khi chở đầy xăng với một tẹt đế gen rồi, một tẹt 4.600 lít xăng và 1.600 lít đế gen kéo sau, thì riêng anh Tuyên lại. Chuyện này mà tôi đi ra chắc cũng có thể đỡ. Nhưng mà sau đến đó là bật số. Xuống nước thì đeo lên bật số. Thế là anh ta lao thẳng vô cái suối. Lao thẳng vào suối thì ngân ấy dầu cũng hết. Và ngân ấy xăng cũng tiêu. Cũng tiêu. Thế là cuối cùng sau phải phá lần xăng với dầu mới chạy M35. Mới khoan vừa mãi. Trong chuyện thì tôi có cái sơ sơ. Thì anh em tôi là pháo binh vẫn cảm ơn. Là cảm ơn bất kể ai nói về pháo binh. Mà đặc biệt là nếu mà nói về pháo binh 368 thì tôi cứ ai nói về đấy là tôi cảm ơn. Không phải là gì. Yeah, rất cảm ơn. Đây là nói về pháo binh, nhưng mà thực ra ngồi đây thì Yến thấy là toàn những ông xe thôi. Tức là xe kéo pháo. Không, pháo của nếu mà pháo binh mà không có xe thì vứt à? Vâng, nhưng mà ở đây không có đơn vị pháo. Ông không có ông nào pháo thủ ở đây cả. Có chứ, có như này. Tôi đấy. Pháo thủ kia kiệu, pháo thủ kia kiệu. Tôi pháo thủ đấy. Vâng. Bây giờ mời bác tiếp đi ạ. Xin chào tất cả các chiến hữu của Trung đoàn 368, Sư đoàn 2 quân khu 5. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, hoạt động tại chiến trường không lâu. Tôi thì nói với các vị là tôi là trước hết hệ trước ít. Kỷ niệm của tôi cái năm 74 oánh Thượng Đức. Nói đúng là cái là đáng nhớ. Coi may là cuối cùng coi bốn cái lốp của một cái xe vào tiến. Cháy mất à coi nó bắn mất 3 chiếc. Còn một chiếc coi bên tay phải thì tôi cố kiết tôi chạy qua cái vùng coi thế là địch nó bắn theo đi, thế là cuối cùng thoát chết. Đấy là cái kỷ niệm sâu sắc nhất năm 72 ăn cho năm 74 quánh Thượng Đức. Thế thì chạy xe qua, ba lốp chạy một lốp. Chạy còn một có lốp. Một lốp thôi cháy đấy, còn coi nó bắn mất 3 lốp xịt rồi đấy. Như thế mà trong khi đó chúng tôi chiếm lĩnh pháo xong nó đấy rồi quay ra trên đường quay ra thì bắt đầu nó ở trên chốt này nó bắn xuống đấy, một mình tôi một xe. Trong khi đó mấy xe đằng sau thấy thế nó dừng lại, nó không chạy tiếp nữa. Thế là cái đợt đấy là đúng là may, cái số không chết. Chứ còn năm 72 thì không nói rồi. Năm 72 thì coi đánh Quế Sơn cấm rơi xong. Trên đường ra tới cái khu bãi tranh ở cái giữa cái Hiệp Đức với lại cái thằng Quế Sơn thì là C-130 hai chiếc nó quẩn, cháy hết, nó bắn đốt hết cả 4 khẩu pháo 37, 4 cái xe chiến lợi phẩm. Đánh Kế Sơn cấm rơi về chạy hết lính coi chạy bộ không anh nào việc gì đấy. Như thế đấy là cái hai kỷ niệm sâu sắc nhất của cái đời lính chiến của tôi tham gia cái cuộc chiến tranh của trung đoàn 368, sư đoàn 2 của chúng ta. Đấy là đến hôm nay rất vinh dự lại được về tới đây được dự hôm nay gặp ở đây chết đúng phấn khởi đấy. Như hôm qua tôi điện cho anh Phương, nếu mà mưa thì chúng tôi không đi được đâu đấy. Như thế thế thì hôm nay nó thật với các đồng đội này bỏ đám cưới đấy, hôm nay là bỏ đám cưới để đi xuống họp mặt rồi. Thì anh Việt thấy không nên tiếp gì đấy, không thế. Gặp được đồng đội thế cho nên gì thế chứ tôi vẫn rất chí tình cả hai nhà tính chí tình với ông Hầm lắm này đấy, chí tình ông Hầm này đấy. Chứ còn ông Lê Hữu Cát ở Hà Tĩnh rồi, Lê Hữu Cát thì hai người coi thế là tranh nhau quả quả mìn chống tăng. Thế là cuối cùng quay khi bắt đầu nó lỏ cái, nó hất một khẩu pháo 37 như cái xe vọt tiến của mình hất xuống ruộng. Anh nào lính tôi với ông Tăng ngồi trong nó là coi thế là xám y chết, không còn gì, chỉ có mắt đôi mắt long lanh thôi đấy.
Thế và coi còn 5, 6 chiến sĩ pháo binh ngồi khẩu, ngồi trên xe rồi hất hết xuống, nhưng mà không làm được gì. Nhưng mà sao lại là tranh nhau một khẩu cái quả mìn đấy ạ? Đâu đấy không phải tranh nhau mà đó. Một cái xe nó đi trước thì vừa đến đấy thì cuối cùng có phá sáng. Thế là cái xe đi trước bắt đầu nó mới dẹt vào đường. Thế tôi cũng không để ý, thế là tôi lại vọt lên. Thế là bị luôn. Bị luôn của mình chúng ta. Nhưng bây giờ nó... Mình chúng ta là của mình hay của... Đâu có ngụy nó gài chứ. Đấy, gài cho đấy là mình cái đợt đấy là xuống để đánh Quế Sơn Cấm Rơi. Nói như thế. Em vẫn chưa hiểu. Vì trước đấy bác có nói là hai anh tranh nhau một quả mìn. Thì đấy thì là hai xe à, một xe thì cuối cùng là tiêu lâm một tí đi trước nhau. Đấy thì đấy lính nói chuyện khó. Thế nhưng mà trong khi đó đấy, lính tranh nhau 6 người pháo thủ ngồi trên thùng xe hất xuống đều không bị thương. Đấy tôi với ông Cát ngồi trong xe, ông Cát bây giờ là tiểu đoàn trưởng, thế ngồi xe để dẫn quân đi xuống đánh nhau. Thế là cuối cùng quay đến là tán khói nó đem chỉ hết người, chỉ còn cái mở mắt ra được nong nanh thôi. Mà đúng là cái cuộc đời mà không ai bị gì, không ai được gì. Tôi với đồng chí Túy nó may ở cái chỗ đấy. Nếu có phải nếu mà ai cũng chết thì còn nói chuyện gì chiến tranh? Chết với thằng toán chết. Ở đây đúng là toàn dân lái xe. Tôi ở trung đoàn bộ, ở tác chiến trung đoàn bộ và ở ban phá sư đoàn 2. Cách đây năm 2011, 11 năm tôi có vào trở lại chiến trường xưa một lần. Sau đó năm 2016 lại vào lần thứ hai. Và cái cảm hứng nó tạo nên cái này. Nãy định đọc nhưng mà may quá hôm nay ra lại được gặp cái này. Nhá, đây nó là cả, tôi nghĩ cái bài này nó sẽ là cả một cái quãng đời 5 năm của mình trong Quảng Nam Đà Nẵng. Nếu các bạn nghe một chút thôi sẽ thấy cả cuộc đời mình trong đó. Được không? À, tôi lấy một cái tiêu đề gọi là gợi nhớ. Khi quay lại chiến trường xưa ở Quảng Nam Đà Nẵng thì tôi có lấy cái tiêu đề là gợi nhớ. Chiều xuống lưng đèo Le, xe anh về Trung Phước, niềm vui này có được, nhớ những ngày gian nan, đi giải phóng miền Nam chúng tôi vào đất Quảng, cơm ăn thường đứt quãng, củ chuối thường thay cơm, dốc cao trời mưa trơn quằn đòn tre khiêng pháo, gai rừng cào rách áo vắt rừng đỗ, đốt no căng, hôm qua gặp thằng Thăng, xuống dưới danh lấy gạo mồ hôi đầm lưng áo, hỏi có gặp thằng Long. Mùa khô nước suối trong, thấy vũng này có cá, thằng Sơn ném bộc phá kiếm vài con về ăn. Thằng Minh Ngang đi săn, bắn con chim con sóc, đời lính bao điều học để mỗi ngày khôn hơn. Trận đánh vào Quế Sơn, bao anh em ngã xuống, bên bờ tre góc ruộng, bàng hoàng người đi đâu. Rồi những trận đánh sau, đơn vị vơi trông thấy, mỗi sớm mai thức dậy, thấy lòng mình nao nao. Ngửa mặt nhìn trời cao, lòng thầm cầu khấn Phật, lạy trời cùng lạy đất, chiến dịch này con yên. Con xin một lời khuyên để vững tin chiến đấu vì quê hương yêu dấu, quyết giữ lòng kiên trung, đất Quảng Nam anh hùng, bởi bao người máu đổ, máu canh nhuộm đỏ cả thôn bốn đồi tranh. Sống chết thật mong manh, liên miên cùng năm tháng, đỉnh Cấm Rơi ta thắng, núi Hàn Thiên ta thua. Lính đánh giặc theo mùa, rằng co từng xóm nhỏ, từng góc hào con ngõ, bom đạn xé tơi bời. Trận nông sơn để đời, toàn đỉnh Cà Tang ta ngắm, cự ly gần ta bắn, xác giặc bay tung trời. Chiến dịch về cuối rồi, hết đạn chờ tiếp viện. Chiều ngồi buồn anh đếm những thằng nào đã đi, thằng Phương và thằng Lê, thằng Phương là thằng tôi. Về sư đoàn nằm viện, thằng Phong và thằng Thiện được ra Bắc về nhà, chỉ còn mấy chúng ta chờ mai vào cửa hội, pháo vươn nòng vẫn đợi vào giải phóng Sài Gòn. Hòn Thạch Bích con, dòng Thu Bồn êm à, thôi tạm xa tất cả, hành quân tiến phương Nam. Thống nhất rồi giang san, anh trở về với phố, giật mình đêm lại nhớ về Mỹ Sơn Quảng Nam. Đã, hết. Anh có quay lại Quế Sơn bao giờ không? Quế Sơn Quảng Nam. Anh có quay lại Quế Sơn bao giờ? Có. Tức là tôi vừa nói trong cái này, tôi có nói là năm 2011 tôi có vào Quế Sơn, 2016 lại vào Quế Sơn. Quế Sơn bây giờ bọn tôi chủ yếu vào là vào cái đền liệt sĩ Quế Sơn. Đối diện với cái đỉnh Cấm Rơi. Đấy. Các anh cũng tham gia trận Cấm Rơi ạ. Cấm Rơi. Tôi là ban phá sư đoàn, tôi là về ban tác chiến trung đoàn.
Anh Nhưng Hờm ấy, Thượng Đức quan trọng lắm. Lúc đấy mà đánh cấm sơi thì anh Hờm đang đại đội trưởng, thằng Minh ngang ấy, thứ đấy. Ừ. Thôi. Ừ. Thế còn tôi tiếp chuyện còn nhiều để cô mình về. Thôi cảm ơn em nhé. Sinh một lần sinh đôi cho hai con đều bị dị tật. Chất độc mà con này, đây này anh này này. Con một đi xin bao nhiêu tuổi đây? Đồng 30. Hơn chứ? Tuổi 32. Còn đồng lúc bắt đồng không đi đâu. Hai đi đâu anh thấy mấy cháu mấy đứa? Năm. Đi 18 mấy. Đi 10 chứ 32. Nhưng mà trông nó thật trông trông đồng nóng vậy thì cố gắng thôi thì mà nó phải vui tí. Thôi gọi là một chút nhỉ, một chút tâm sự mấy anh em mình thôi. Hôm nay đó. Thưa quý vị và các bạn, vâng, mọi cuộc gặp gỡ thì rồi cũng đều phải đến lúc chia tay. Buổi trò chuyện của chúng tôi thì quý vị và các bạn có thể thấy là các cựu chiến binh già của chúng ta, người lính già đầu bạc kể mãi chuyện nguyên phong. Hy vọng rằng trong cuộc sống bình thường thì các cựu chiến binh cũng đem những câu chuyện của mình kể ra một cách dân dã thôi, để con, để cháu, để bạn bè được nghe và hiểu. Để câu chuyện của người lính già đầu bạc kể mãi chuyện nguyên phong, cái bất khuất của dân tộc sẽ lưu truyền mãi. Bây giờ thì anh em chúng tôi xin tạm biệt quý vị và các bạn. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm. Xin lỗi các bạn.